Anh nghĩ gì về việc mình có con ở Việt Nam? Đó là một câu chuyện dài nhưng mà tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối hôm đó khi mà sự việc xảy ra. Cô gái đó có dáng người cao, không được xinh đẹp cho lắm. Nhưng lúc đó bia rượu rồi nên vẫn muốn chén thôi. Bia rượu hay bừa mà, đàn ông còn dài, thằng nào chả thế. Mời anh kể rõ sự tình. Tôi đưa cô vào một cái gốc cây. Thời gian gấp gáp quá mà. Nhưng mọi thứ tuyệt vãi. Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đó. Tôi đánh giá đó là một cuộc giao hoan rất là thung thường. Tiếc là tôi ra rất là nhanh vì công viên Tao Đàn lúc đó khá là đông người qua lại. Nhưng chuyện có con là không thể, chắc chắn là vậy. Tôi đã đeo bao.